một bác tình cờ đi khám sức khỏe, cũng phát hiện ung thư tuyến giáp đây. Khi mà ở giai đoạn sớm nên là bác sĩ tiên lượng điều trị khỏi đến 90% đều mà, thế thì mừng quá rồi. Ui dồi ôi, thắng sắp đánh vào nhà nơi rồi.